Xin tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới quý vị dự án rất là mới, 3 căn nhà xây mới thuộc làng Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Với 3 căn nhà này vừa mới hoàn thiện xong hết, dọn đồ về ở ngay. Vị trí của cái căn nhà này ngõ nông gần với trục đường ô tô đi lại, nó chỉ cách khoảng tầm 20m là ra tới trục đường ô tô đi lại thôi mọi người ạ. Mời người theo em vào cụ thể vị trí 3 căn nhà này. Và đây là 3 căn nhà mà Ngọc Ánh muốn quay và gửi tới quý vị. Với 3 căn nhà này thì sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà luôn, diện tích từ 37 cho tới 40m², sổ đỏ đầy đủ, trao tay, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng tối đa lên tới 80% giá trị căn nhà sau khi ngân hàng định giá. Với 3 căn nhà này thì quý vị ạ, ngõ nông, đường rộng, đi lại giao thông rất là thuận tiện, gần với trục đường quốc lộ 21, gần với lại cái khu đô thị Thanh Hà. Quý vị nào đang đi làm ở cái khu vực quận Hà Đông thì đi lại nó rất là thuận tiện, hoặc quý vị đang làm ở cái khu vực Thanh Oai cũng rất là ok. Ngọc Ánh sẽ quay một trong 3 căn nhà để gửi tới quý vị. Với căn nhà này được xây dựng độc lập, diện tích thực tế xây dựng khoảng tầm 40m², hướng nhà là hướng Tây Bắc. Mời mọi người theo em cụ thể vào khám phá căn nhà này, xem căn nhà này thiết kế ra sao. Tầng 1 của ngôi nhà thì thiết kế phần cửa chính của ngôi nhà là hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp với cái phần hoàn thiện rất là chỉn chu, chu đáo. Với cái phần Ngọc Ánh đang đứng ở đây đó là cái phần phòng khách của ngôi nhà. Phần phòng khách của ngôi nhà như quý vị nhìn thực tế đây, chất lượng rất là chỉn chu với cái chủ đầu tư này. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60 vân đá. Với căn nhà này rất là rộng, diện tích rộng thì hiện tại nó rất là hiếm cho một cái căn nhà diện tích xây dựng 4 tầng 4 phòng ngủ, đi lại giao thông cực kỳ thuận tiện mọi người ạ. Từ vị trí căn nhà này nếu như mà cách với trục đường quốc lộ 21 nó chỉ khoảng tầm phạm vi bán kính khoảng tầm 200m thôi. Ngõ nông, đường rộng. Đây là cái vách PVC giả nhựa mọi người ạ. Đó, ốp để trang trí trần phà thạch cao, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đều được lắp đặt đầy đủ ở đây. Phần phòng khách này rất là rộng rãi để quý vị có thể kê đồ đạc. Đó, hồ sơ điện, hồ sơ nước đều lắp đặt xong hết rồi, quý vị chỉ có thể dọn đồ về và ở ngay. Ở đây thì có hai hướng, hướng nhà thứ nhất là hướng Tây Bắc Ngọc Ánh đang quay, và hướng nhà thứ hai nó là hướng Đông Nam ở phía đối diện. Với căn nhà này thì hiện tại chủ đầu tư đang chào bán với cái giá chào bán 2.200.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế. Như vậy với cái căn nhà này quý vị có thể chi trả trước cho Ngọc Ánh khoảng tầm 800.000 tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 35 năm và tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất. Mọi người tiếp theo em vào cái phần phòng bếp của ngôi nhà. Phòng bếp của ngôi nhà đã được hoàn thiện xong hết. Đây là cái phần hoàn thiện phòng bếp của ngôi nhà. Tủ bếp thiết kế là tủ gỗ, hệ thống phụ kiện bếp đi kèm đều lắp là chất liệu inox 304, vòi rửa, chậu rửa xong hết rồi. Đây, nước có sẵn rồi. Không gian phòng bếp có cửa sổ thông thoáng hướng ra phía mặt ngõ mọi người ạ. Đó. Đây là cái phần để tủ lạnh mọi người nhá, rất là rộng. Ngoài cái phần phòng khách, phòng bếp ở phía dưới tầng 1 thì tầng 1 còn có một phòng vệ sinh nhỏ ở đây để đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng. Ở dưới tầng 1, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Thiết kế rất là chỉn chu. Tiếp theo, cầu thang, toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim với cái phần ở sắt mỹ thuật ở dưới ở đây để trang trí tô điểm vào cho cái khu vực cầu thang nhìn rất là bắt mắt. Hệ thống cầu thang đi lên ở đây, mặt bậc của bậc cầu thang là ốp đá đen cổ trắng. Như vậy Ngọc Ánh đã review rất cụ thể đường, hướng, giá, vị trí của cái căn nhà này được hoàn thiện ra sao. Mời người theo em lên khám phá tầng 234 của ngôi nhà nhé. Với tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế mỗi một tầng gồm 2 phòng ngủ rộng và 1 phòng vệ sinh. Mời người theo em vào cái phía phòng ngủ đầu tiên của ngôi nhà. Trên phía phòng ngủ tầng 2 này thì được chủ đầu tư lắp sàn gỗ mọi người ạ. Cửa sổ thông thoáng đây, mở ra phía bên ngoài. Tất cả các phòng đều có ống chờ dây chờ áp chờ điều hòa đầy đủ. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng với cái tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà này là màu trắng, cho nên là tạo nên một cái không gian phòng, không gian ngôi nhà nhìn nó rất là sáng và nó sang rộng mọi người ạ. Cửa nhà đây, thiết kế là cửa nhôm hệ,
Đây là cái căn phòng ngủ thứ nhất. Mời với theo em sang căn phòng ngủ thứ hai. Tất cả các căn phòng ngủ đều có cửa thông thoáng để lấy không khí ở bên ngoài vào. Đó. Thiết kế rất là chu đáo. Với cái căn nhà này thì quý vị chỉ việc xách vali về và ở ngay. Quý vị nào từ cái vị trí này mà đi ra tới khu đô thị Thanh Hà, nó chỉ khoảng tầm 2,5 km thôi mọi người ạ. Rất là gần. Đây, phòng vệ sinh vô cùng rộng ở phía tầng 2. Đầy đủ cửa sổ quạt này, hệ thống sen cây, tắm nóng lạnh, bồn cầu liền khối, lavabo. Sẵn sàng cho quý vị dọn đồ về và ở luôn. Hệ thống nước sạch mọi người ạ. Tiếp theo mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà cũng được thiết kế tương tự như tầng 2. Như vậy với cái căn nhà này thiết kế 4 tầng. Lên tới tầng 3 đã có 4 phòng ngủ riêng biệt. Vị trí thì nó rất là gần với khu đô thị Thanh Hà. Hoặc quý vị nào mà đi làm ở trên cái trục đường, theo cái trục đường quốc lộ 21 mà đi ra tới Ba La, Hà Đông, thì cái vị trí căn nhà này nó cũng rất là thuận tiện nha. Từ vị trí này mà đi ra tới cái trục đường quốc lộ Ba La, Hà Đông thì nó sẽ rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm 4,5 km thôi. Đây là phòng ngủ tiếp theo. 4 phòng ngủ. Phòng ngủ nào cũng được thiết kế vuông vắn, rất là dễ dàng kê đồ nội thất và cái diện tích phòng ngủ từ 10 cho tới 12 mét vuông mọi người nha. Phòng vệ sinh ở phía tầng 3 đây. Vô cùng thoáng. Hệ thống sen cây này, cửa để lấy ánh nắng này. Đây là quạt hút mùi, hệ thống sen cây đây. Bồn cầu. Đây mọi người ạ, phòng vệ sinh rất là rộng nha. Và Ngọc Ánh đã review lên tới tầng 3 rồi. Mời người theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà nha. Ngoài năm bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà thì với trên tầng 4 thiết kế như sau, gồm một cái phần phòng thờ riêng mọi người ạ. Đây, phòng thờ của ngôi nhà. Và một sân phơi riêng biệt ở phía bên ngoài rất là rộng. Từ vị trí căn nhà này nó gần với lại Ủy ban Nhân dân, gần với lại trường học mầm non, tiểu học, cấp 1, cấp 2. Nói chung với vị trí căn nhà này, nếu như quý vị nào mà đi làm theo cái trục đường khu đô thị Thanh Hà kéo dài thì nó rất là hợp lý, bởi vì đường thông thoáng, không bị tắc đường, giao thông đi lại khá là thuận tiện. Xung quanh cái vị trí cái căn nhà mà Ngọc Ánh đang quay thì nó đầy đủ tiện nghi về cái chợ, trường, phường trạm. Giá chào bán hiện tại của cái căn nhà này dành cho 4 tầng 40m thì nó rất là hợp lý. Với cái giá 2 tỷ 200 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu, mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng liên hệ với em trực tiếp theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha. 0983013403 hóa 0888041414. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ nhà tốt nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.